lạnh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chưa nhận cách chết chỉnh sửa là bỏ ánh cánh đè và bạn tất cả các loại cánh chim di cư mới nhất theo ngày tháng. Clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sang Bạn, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ lạnh cũng rất là ok.